Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Thì vừa rồi các bạn thì Duy lấy cái chiếc xe C300 thì Duy mua cà phê 2 ly Duy với lại một bạn cameraman của Duy á. Đó thì chiếc xe C300 AMG này các bạn là bên Duy đã bán cách đây cũng khoảng tầm mấy tháng rồi, và cái phiên bản hiện tại Duy đang lái này các bạn, đây là cái phiên bản mới nhất, phiên bản V1. Nhưng mà mãi ngày hôm nay các bạn thì bên Duy mới có một cái chiếc xe để lái thử. Và ngày hôm nay là đây là lần đầu tiên Duy lái thử cái chiếc xe C300 AMG này luôn. Hầu như là với cái thời gian trước đây các bạn thì số lượng mà C300 nhà máy Mercedes-Benz cung cấp cho đại lý thì hầu như là không đủ bán, không đủ giao đến quý khách hàng. Cho nên là xe nào về thì bên Duy đều để dành để mà bán, để dành mà giao đến khách hàng thôi. Đó thì mãi đến thời điểm này thì số lượng xe mới bắt đầu là nó thoải mái hơn một chút xíu, và bên Duy mới có cái chiếc xe lái thử nè. Đó thì thật sự các bạn, chiếc xe C300 AMG này là một cái chiếc xe phải nói là dành cho các anh chị yêu thích lái xe. Bởi vì là các bạn thử hình dung bạn một cái chiếc xe C300 với một cái kích thước nó rất là nhỏ, rất là vừa phải, nó không phải là nhỏ lắm bạn, nó rất là vừa phải, nó nhỏ hơn cái chiếc E. Nhưng mà cái động cơ của cái chiếc xe C300 này nó rất là mạnh mẽ. Đây là cái động cơ 2.0 thế hệ mới nhất của Mercedes-Benz, và công suất của chiếc xe C300 AMG này các bạn nó lên đến là 268 mã lực. Có nghĩa là nó bằng 268 con ngựa các bạn kéo cho cái body của chiếc xe này, thì nó rất rất là mạnh. Khi mà các bạn đạp ga các bạn thì các bạn cảm giác là cái chiếc xe của bạn lúc nào nó cũng muốn chồm tới. Đó, đạp là bắt đầu nó nhích lên, đạp là nó nhích lên. Có nghĩa là một cái chiếc xe mà nó phải mạnh, cái động cơ nó phải mạnh mẽ như vậy các bạn, thì các bạn đạp ga các bạn mới có cái cảm giác như vậy. Đó, nhưng mà thông thường các bạn biết rồi ha, khi mà chúng ta chạy trong thành phố ấy, thì hầu như là chúng ta chạy ở tốc độ khoảng tầm 40, 50, hoặc là những cái ngày mà vắng thì chúng ta chỉ được chạy tốc độ tối đa ở trong thành phố, Duy nghĩ là 60 là coi như là tối đa rồi. Đó, nhưng mà cái chiếc xe C300 AMG này Duy nghĩ nó phải phát huy hết những cái tính năng về lái, những cái cảm giác mà để feeling cho một cái chiếc xe này các bạn, thì Duy nghĩ là phải lên trên đường cao tốc ha, thì Duy nghĩ là mới có thể là cảm nhận được cái đó. Đó, ngoài ra thì các bạn, chiếc xe C300 AMG phiên bản V1 này các bạn, nó được Mercedes-Benz cập nhật thêm cái hệ thống là giữ cái khoảng cách. Đó thì với cái tính năng này các bạn thì hầu như chúng ta đi trong thành phố chúng ta cũng sẽ không có sử dụng được, bởi vì là đường phố của chúng ta các bạn biết rồi ha, lúc nào nó cũng đông đúc xe, kẹt xe đó. Và cái tính năng mà giữ khoảng cách này các bạn thì Duy nghĩ là khi mà đi trên đường cao tốc nó giúp cho mình rất là nhẹ nhàng trong cái vấn đề mà điều khiển xe. Đó, coi như là rất là khỏe hơn cho tài xế các bạn. Có nghĩa là các bạn hãy hình dung ha, khi mà chúng ta đi trên một cái đoạn đường cao tốc mấy chục cây số các bạn, và chúng ta lúc nào cũng giữ cái khoảng cách của chiếc xe trước cũng như là chạy ở một cái tốc độ cố định, thì cái việc đó có thể là nó gây mỏi chân, hoặc là nó có thể là làm giảm cái tập trung cho tài xế các bạn. Nhưng đối với cái tính năng giữ khoảng cách này các bạn thì Duy thấy nó rất là hay. Đó, thì với tính năng giữ khoảng cách này thì Duy nghĩ chỉ đi được trên đường cao tốc thôi các bạn, chứ hầu như là trong thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta, hoặc là trong những cái thành phố thì chúng ta hầu như là không có thể nào di chuyển bằng cái hệ thống giữ khoảng cách này được ha. Bây giờ Duy sẽ thử cái tính năng này cho các bạn xem. Thật ra với cái tính năng này các bạn, Duy cũng lần đầu tiên được trải nghiệm các bạn, bởi vì là cái chiếc xe C300 V1 này mới có bên Duy để lái thử thôi, và ngày hôm nay cũng là lần đầu tiên mà Duy lái thử cái chiếc xe này. Ok, bây giờ Duy sẽ bấm vào một cái nút giữ khoảng cách ở trên cái vô lăng, thì các bạn sẽ thấy là trên màn hình táp lô chỗ này các bạn nó sẽ có hình hai cái chiếc xe và có những cái khoảng cách đó. Khi mà chúng ta nhấn vào nó liên tục các bạn thì nó có những cái khoảng cách nó thay đổi ngắn lại hoặc là dài hơn. Hiện tại bây giờ là Duy đang chọn ở cái khoảng cách xa nhất so với lại cái chiếc xe kia. Thì bây giờ Duy tiếp theo nữa các bạn, thì hiện tại bây giờ Duy mới nhấn như vậy thôi, nó chưa có hoạt động đâu. Bây giờ Duy sẽ bấm thêm cái phần cộng trừ ở tốc độ nè. Duy sẽ set cái tốc độ là cruise control, đồng thời là tính năng giữ khoảng cách nó sẽ hoạt động, thì hai cái tính năng nó sẽ hoạt động cùng một lúc các bạn. À, trước đây thì những cái chiếc xe mà nó chưa có cái hệ thống mà giữ khoảng cách này các bạn, thì chúng ta chỉ sử dụng được cái tính năng cruise control thôi, là ga tự động. Và với cái phiên bản V1 này là vừa ga tự động và vừa giữ khoảng cách luôn, vừa giữ khoảng cách, cho nên là nó nhàn hơn rất là nhiều cho anh tài xế. Đó, bây giờ nè các bạn thấy này, cái xe của Duy nó tự động nhận biết cái chiếc xe ở phía trước đang đi ha, bạn tự động bám đuôi thôi. Đó, xe kia chạy nhanh hơn thì xe mình chạy nhanh hơn, xe kia chạy chậm hơn thì xe mình chạy chậm hơn ha.
Đó, bây giờ nó sẽ tự động dừng lại nè các bạn, vì không có đạp thắng. Nha các bạn thấy nè, thì tự động nó sẽ giữ khoảng cách với chiếc xe đó ở một cái khoảng cách như đã cài đặt rồi. Bây giờ một lát nữa các bạn sẽ thấy là đèn xanh, rồi chiếc xe tải ở phía trước di chuyển thì cái xe của Duy cũng sẽ di chuyển theo và giữ một cái khoảng cách cố định mà Duy đã cài đặt. À, thì với cái tính năng này các bạn sẽ lái trên đường cao tốc nó rất là nhàn, nó rất là thích luôn. Và các bạn biết rồi, xu hướng ở Việt Nam của mình bây giờ các bạn thì càng về sau sẽ có rất là nhiều cái đường cao tốc được xây dựng lên đó, và các chiếc xe C300 AMG này chúng ta di chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác bằng đường cao tốc và bằng cái chiếc xe C300 với tính năng giữ khoảng cách này thì nó thật là tuyệt vời, cũng như là nó giúp cho tài xế khỏe hơn rất là nhiều các bạn. Đó, tới đèn xanh thì Di đạp ga ha, đạp ga để cho biết là cái xe của chúng ta nó sẽ bắt đầu di chuyển tiếp, thì nó lại giữ khoảng cách so với lại cái chiếc xe phía trước. Hồi nãy là Di cài ở tốc độ là 60 km/h nè các bạn. Các bạn sẽ thấy trên màn hình này nó có là 60 km/h. Đó, thì chiếc xe của chúng ta chỉ chạy tối đa là 60 km/h thôi. Chiếc xe kia phía trước các bạn, chiếc xe tải phía trước, nếu mà nó có chạy tốc độ cao hơn 70-80 á, thì cái chiếc xe của chúng ta cũng chỉ chạy có 60 thôi. Và các bạn thấy nè, có một cái chiếc xe tải đang lấn lên qua bên này, thì xe của Duy nhận biết được cái chiếc xe phía trước và cũng giảm tốc độ lại luôn. Đây các bạn thấy không, tốc độ hiện tại bây giờ cái xe của Duy nó có 44 km/h thôi, và giữ cái khoảng cách với xe phía trước. Các bạn thấy không, nếu mà chiếc xe phía trước chạy nhanh hơn, xe Duy sẽ chạy nhanh hơn và tối đa chỉ là 60 km/h thôi. Đó, Duy nghĩ là các anh chị các bạn nào mà quan tâm tới cái chiếc xe C300 AMG hoặc là mua cái chiếc xe C300 AMG này rồi thì Duy sẽ hướng dẫn kỹ hơn về cái tính năng này nó sẽ vận hành như thế nào để giúp cho các anh chị và các bạn lái xe trên những cái đoạn đường cao tốc các bạn nó được nhàn hơn ha. Nếu mà chúng ta có thêm một cái tính năng tự động lái nữa thì hầu như khi mà chúng ta đi lên đường cao tốc các bạn ngủ luôn, các bạn không cần phải lái xe nữa ha. Nhưng mà rất tiếc là cái tính năng tự động lái ở Việt Nam mình nó chưa có, bởi vì là mật độ giao thông cũng như là mọi cái điều kiện về đường xá ở Việt Nam mình nó chưa đủ đáp ứng. Nhưng mà với ở nước ngoài các bạn thì những chiếc Mercedes-Benz đã có tính năng tự lái cách đây khoảng 1-2 năm về trước rồi ha. Bây giờ thì xe của Duy cứ chạy theo xe phía trước thôi. Đó, thì nãy giờ Duy sẽ giới thiệu cho các bạn hầu như là cái tính năng này nó rất là nhiều, bởi vì đây là cái tính năng rất là mới ha. Đó, còn về cái phần cảm nhận của chiếc xe C300 này so với là cái phiên bản trước đó, thì cái chiếc xe C300 AMG phiên bản 2023 này nó sẽ cho một cái cảm giác lái êm ái nè, thích thú hơn rất là nhiều so với là cái phiên bản 2020-2019, có nghĩa là phiên bản facelift đó các bạn ha. Thì đây, Duy thử cho các bạn xem. Khi mà Duy tăng tốc lên nè, thì chiếc xe nó tăng tốc lên nó rất là mượt và nó rất là theo ý của cái người lái các bạn. Nghĩa là chiếc xe của chúng ta với cái body nó nhỏ gọn, cho nên là chúng ta tăng tốc đạp ga thì chiếc xe nó nhận biết tức thì, và cái chiếc xe C300 của chúng ta nó sẽ phóng về phía trước rất là nhanh. Nó rất là hiểu ý của chủ nhân các bạn. Ngoài cái tính năng mà giữ khoảng cách cho xe Distance+ thì Duy vừa giới thiệu các bạn, thì C300 của chúng ta vẫn còn những cái hệ thống an toàn rất là nhiều, chẳng hạn như hệ thống phanh chủ động nè. Hệ thống phanh chủ động là giúp cho xe chúng ta có thể là thắng lại trong những trường hợp mà chúng ta không có tập trung lái xe. Hệ thống giám sát làn đường nè, khi mà chúng ta cán lên đường thì con xe cũng sẽ nhắc nhở chúng ta, báo cho chúng ta, hoặc là hệ thống cảnh báo điểm mù. Đó, quan trọng rất là nhiều những cái tính năng an toàn để hỗ trợ lái cho chiếc xe C300 AMG này. Đó, và với cái cảm giác lái mà chiếc xe C300 AMG mang lại cho Duy các bạn thì đối với Duy các bạn thì Duy cực kỳ thích luôn. Đó, nhưng mà nói về cảm giác lái thì mỗi người có mỗi cái cảm nhận về khác nhau. Cho nên là nếu các anh chị và các bạn quan tâm đến cái chiếc xe Mercedes-Benz C300 AMG này và muốn trải nghiệm và lái thử cái chiếc xe C300 AMG này để mà tự cảm nhận cho bản thân mình, thì Duy xin mời các anh chị các bạn có thể là gọi cho Duy qua số điện thoại của Duy là 0914653979. Nếu các anh chị thích cái video clip của Duy thì đừng quên bấm like và share giúp mình, và đừng quên bấm nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để cập nhật những thông tin mới nhất về tất cả những cái mẫu xe của Mercedes-Benz. Xin cảm ơn các anh chị các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong những video clip tiếp theo.